Đây là dạng hũ phương thức nè, thấy chưa? Đó thì là dạng y bằng ax cộng b chia cho cx cộng d nè. Giờ kêu để nhân vô, thứ nhất đọc nhân vô cái đề kêu đồng biến nè, nghịch biến nè, đồng biến nè, nghịch biến nè, đồng biến nè. Thì chắc chắn muốn vô, muốn biết nó đồng biến, nghịch biến, đồng biến, nghịch biến thì phải y phẩy bằng y phẩy một là lớn hơn không, hai là y phẩy nhỏ hơn không. Thấy chưa? Đồng là lớn hơn, còn nghịch thì nhỏ hơn. Ổn. Xác định A là nhiêu? 8 nè. B trừ 5 nè. C là 1 nè. D là 3 nè. Đây nhân đây ra 24 nè. Đây nhân đây ra trừ 5 nè. Thêm dấu trừ ở giữa nè. Ra bao nhiêu? Vậy là y phải bằng 29 phần mẫu bình nè. Nhân lên 29 số như nào? Lớn hơn không? Vậy này lớn hơn không với mọi x thuộc vào R hiệu. Hiệu đi. Trừ 3. Vậy là cho thấy lớn không, y phải lớn không thì hàm số gì? Đồng biến, được chưa? Đồng biến với mọi x thuộc R hiệu đi trừ 3. Cái này phải hiểu đó chính là từ trừ vô cùng đến trừ 3 hoặc từ trừ 3 đến cộng vô cùng. Chọn đáp án nào? A. À, kẹp. Làm trắc nghiệm.